Xin chào thầy và tất cả các bạn, mình tên là Quốc Việt, IG44 đến từ lớp của Quốc Đình trong 43. Hôm nay mình xin trình bày một cái brainstorm mà thầy đã giao cho mình vài tuần trước, đó chính là The Limb. Mình sẽ cùng tìm hiểu nào. Đối với cái brainstorm lần này thì mình sẽ có 5 câu hỏi cần đặt được. Thứ nhất, bạch huyết là gì? Thứ hai, tại sao bạch huyết có thể đổ vào tĩnh mạch dưới đòn mà không gây nguy hiểm? Thứ ba, tại sao cơ thể chia ra hệ tuần hoàn và hệ bạch huyết riêng biệt nhau? Thứ tư, tại sao khi nhiễm trùng sẽ có hiện tượng sưng hệ bạch huyết? Và câu cuối cùng, đối với hệ tiêu hóa, khi thức ăn được hấp thụ, chất nào sẽ đi vào hệ tĩnh mạch cửa, chất nào sẽ đi vào hệ bạch huyết? Đầu tiên mình sẽ nhắc lại anatomy về ống ngực và ống mạch huyết phải. Ống ngực gọi là thoracic duct, đây là một ống mạch huyết lớn nhất cơ thể. Có đường kính khoảng 4-5mm, chiều dài khoảng 40cm. Ống ngực sẽ bắt nguồn từ bãi dưỡng chấp ở vùng thắt lưng, gọi là cisterna chyloid. Ống ngực sẽ thu gom bạch huyết từ hệ thống mạch huyết ở hai chi dưới, ở vùng bụng và ở nửa người trên bên trái, rồi đổ vào tĩnh mạch dưới đòn trái. Còn ống mạch huyết phải là right lymphatic duct, là một ống mạch huyết nằm ở bên phải, có chiều dài khoảng 1,25cm. Ống mạch huyết phải sẽ thu gom bạch huyết từ hệ thống mạch huyết ở nửa người trên bên phải, rồi đổ vào tĩnh mạch dưới đòn phải và tĩnh mạch cảnh trong phải. Chúng ta sẽ đi vào hai câu hỏi đầu tiên. Bạch huyết là gì? Tại sao bạch huyết có thể đổ vào tĩnh mạch dưới đòn mà không gây nguy hiểm? Bạch huyết lymph là một chất lỏng trong suốt chảy trong một hệ thống kết mạch bạch huyết có thành mỏng kéo dài khắp cơ thể. Bạch huyết khác với máu nhưng nó có mối quan hệ chặt chẽ với hệ thống máu. Dịch bạch huyết lymph fluid không chứa hồng cầu và tiểu cầu, nhưng nó chứa rất nhiều hai loại bạch cầu sau đây là bạch cầu lympho và bạch cầu đơn nhân. Thành phần của dịch bạch huyết tương tự với huyết tương, bao gồm nước, muối, glucose và chất thải của quá trình chuyển hóa như ure, creatinine, nhưng nó khác với huyết tương ở chỗ là nó chứa ít protein. Sau đây là cái sơ đồ đường đi và nguồn gốc của bạch huyết. Thực ra, bạch huyết có nguồn gốc từ máu. Bạch dịch giống như một chất lỏng được lọc ra từ cái màn mạch rất nhỏ và chảy trong khoảng trống giữa các tế bào. Chất lỏng này bao quanh các tế bào và được gọi là dịch kẽ, interstitial fluid. Dịch kẽ sẽ chảy liên tục vào hệ thống mạch có hành mỏng chuyên biệt gọi là mạch bạch huyết, lymph capillaries. Lúc này, chất lỏng chảy trong màn mạch bạch huyết được gọi là bạch huyết thay vì là dịch kẽ. Bạch huyết sẽ tiếp tục chảy trong các mạch bạch huyết rồi đi qua các hạch bạch huyết nhỏ và hạch bạch huyết lớn, cuối cùng chảy trong các mạch bạch huyết lớn ở ngực trên như là ống ngực hay là ống bạch huyết trước khi đổ vào máu ở các tĩnh mạch dưới đòn và trở lại thành huyết tương. Nhờ các quá trình thấm lọc, khuếch tán, thẩm thấu qua thành mạch máu và thành mạch bạch huyết, cuối cùng bạch huyết sẽ đổ vào máu và trở lại thành huyết tương. Như các bạn thấy, cái sơ đồ chính giữa là huyết tương, thành dịch kẽ, thành bạch huyết và cuối cùng trở lại thành huyết tương. Chúng ta sẽ đi đến câu hỏi tiếp theo là tại sao trong cơ thể có hệ thống máu riêng và hệ thống bạch huyết riêng mà không nhập chung làm một? Cơ thể chúng ta từ lúc phôi thai đã hình thành nên hệ thống tuần hoàn và hệ thống bạch huyết riêng biệt nhau. Mỗi ngày có khoảng 30 lít dịch từ các mạch máu và dịch kẽ, trong đó chỉ có 27 lít đi ngược trở lại từ dịch kẽ vào máu. Nếu 3 lít còn lại vẫn là dịch kẽ sẽ gây phù, edema, làm tổn thương mô và nặng hơn có thể gây tử vong. Vì thế nhờ có các hệ bạch huyết riêng biệt, 3 lít dịch này sẽ được hấp thụ vào các hạch mạch bạch huyết. Bạch huyết sẽ lưu thông trong các mạch bạch huyết rồi trở lại về máu. Nếu như hai hệ thống này nhập làm một, những điều sau đây sẽ xảy ra. Lượng dịch lưu thông nhiều dẫn đến áp lực lớn tác động lên thành mạch. Các thành phần trong dịch như hồng cầu, muối, nước, glucose, protein, lipid hòa tan. Các chất thải như ure, creatinine cùng với một số mầm bệnh như vi khuẩn sẽ lẫn lộn vào nhau. Lượng oxy cung cấp cho mô sẽ không đủ do hồng cầu đã bị do bạch cầu đã và các chất khác đã chiếm vị trí của hồng cầu trong lòng mạch. Các mầm bệnh sẽ dễ dàng tiếp cận các tế bào trong mô cũng như dễ dàng tác động lên hồng cầu. Vì vậy, sự phân chia này là rất cần thiết để việc hóa chức năng của từng loại hệ thống. Chúng ta sẽ tìm hiểu câu hỏi tiếp theo là tại sao khi nhiễm trùng lại có hiện tượng sưng hạch bạch huyết? Khi bạch huyết đi qua một hạch bạch huyết, các mầm bệnh pathogens như vi khuẩn và các vật chất lạ, vật chất ngoại lai khác sẽ bị thực bào và các đại thực bào cố định. Các tế bào lympho sẽ phát triển lớn hơn và trở thành các tế bào plasma. Tế bào plasma khi tiếp xúc với mầm bệnh trong bạch huyết sẽ tạo ra một lượng lớn kháng thể antibodies. Những kháng thể này sẽ đến máu và lưu thông khắp cơ thể. Do đó, những mầm bệnh này sẽ bị tiêu diệt tại các hạch bạch huyết lớn. Tại các hạch bạch huyết trước khi bạch huyết được đưa trở lại vào máu trong các tĩnh mạch dưới đòn. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về các hạch bạch huyết lớn, lymph nodes, là những hạch bạch huyết có độ dài khoảng 10 đến 20mm và có vỏ bọc. Đây là nơi chứa rất nhiều tế bào lympho B, lympho T, các đại thực bào.
Đây cũng chính là nơi xử lý các mầm bệnh trước khi bạch huyết đổ vào máu ở tĩnh mạch. Ngoài ra, cơ thể còn có một hệ thống hạch bạch huyết nhỏ, lymph nodules có độ dài khoảng vài mm và chúng không có vỏ bọc. Vị trí của các hạch bạch huyết nhỏ thường là nơi cơ thể tiếp xúc với môi trường, ví dụ như đường hô hấp, tiêu hóa, tiết niệu, sinh sản. Bởi vì những địa điểm này có thể xem như một cổng vào để mầm bệnh có thể xâm nhập. Vì thế, các hạch bạch huyết nhỏ có vai trò tiêu diệt các mầm bệnh này trước khi chúng tiến sâu hơn vào bên trong cơ thể. Khi mà cơ thể bị nhiễm trùng thì các hạch bạch huyết sẽ hoạt động tích cực bằng cách huy động các đại thực bào macrophage để tiêu diệt vi khuẩn trước khi chúng tiến sâu hơn vào bên trong cơ thể. Như hình các bạn thấy, ví dụ như các hạch bạch huyết ở hầu gọi là hạnh nhân, gọi là tonsil, gồm hạnh nhân hầu, hạnh nhân khẩu cái, hạnh nhân lưỡi và hạnh nhân vòi. Khi một bệnh nhân bị viêm ở hầu gây ra bởi vi khuẩn, ta sẽ thấy các hạnh nhân này sưng lên, gọi là viêm amidan, do các đại thực bào sẽ tập trung đến cái hạch này để tiêu diệt vi khuẩn. Ngoài ra, các mạch bạch huyết cũng có thể bị phù, lymph edema, còn được gọi là sự tắc nghẽn hệ thống bạch huyết, lymphatic obstruction. Lymph edema, đây là một tình trạng mô bị phù do lượng dịch bị giữ lại và không thể đi vào hệ thống bạch huyết. Lymph edema có thể do di truyền bẩm sinh, nhưng nó thường được gây ra bởi tác dụng phụ của các liệu pháp điều trị ung thư và bởi sự nhiễm ký sinh trùng. Chúng ta cần phân biệt được lymph edema và lymph edema. Lymph edema như mình đã nói trên là sự tắc nghẽn hệ thống bạch huyết, còn lymph edema là phù do tích tụ mỡ dưới da. Chúng ta đi đến tức chức năng của các đại thực bào, các tế bào Kupffer trong gan cũng như các thực bào phagocyte trong lá lách và các hạch bạch huyết là các thực bào cố định. Các tế bào này nằm cố định bên trong các xoang ở các cơ quan này. Chúng sẽ giúp xử lý và loại bỏ các mầm bệnh có thể gây nguy hiểm cho cơ thể. Tiếp theo là áp suất thấm lọc keo, colloid osmotic pressure sẽ được tạo. Đây là một áp suất được tạo ra bởi protein. Các phân tử protein là những chất hòa tan duy nhất của huyết tương mà chúng không khuếch tán dễ dàng vào dịch kẻ. Hơn nữa, khi một lượng nhỏ protein khuếch tán vào dịch kẻ, chúng sẽ sớm được loại bỏ khỏi các khoảng kẽ bằng cách đi vào các mạch bạch huyết. Do đó, nồng độ protein trung bình trong huyết tương sẽ được duy trì cao gấp khoảng 4 lần so với dịch kẻ. Số liệu các bạn thấy xem trên slide. Sự trao đổi, chúng ta sẽ đi đến phần là sự trao đổi giữa máu, dịch kẻ và bạch huyết. Đây là một phần chủ chốt trong bài. Dịch từ các khoảng kẽ có thể chảy trở lại vào dòng máu, hoặc chúng có thể chảy vào một hệ thống phụ có tên là hệ thống bạch huyết. Quan trọng nhất, các tế bào bạch huyết có thể mang protein và thậm chí là các hạt bạch trắng lớn khác ra khỏi các khoảng trống âm mô, mà khi hấp thụ trực tiếp vào mạch máu sẽ không thể loại bỏ được chúng. Hầu hết các chất dịch sẽ di chuyển từ mao mạch động mạch arterial capillaries đến chảy giữa các tế bào và cuối cùng sẽ được tái hấp thu trở lại vào mao mạch tĩnh mạch venous capillaries. Nhưng thông thường có khoảng 1/10 chất dịch sẽ đi vào các mao mạch bạch huyết. Số lượng này cực kỳ quan trọng bởi vì đối với các chất có trọng lượng phân tử cao, chẳng hạn như protein, sẽ không thể xâm nhập vào mao mạch tĩnh mạch nhưng chúng hay xâm nhập vào mao mạch bạch huyết. Lý do giải thích cho điều này là mạch bạch huyết có tính dễ thấm hơn và hầu như không có màng nền basement membrane so với mao mạch máu. Chúng ta sẽ thấy rằng việc loại bỏ protein khỏi các khoảng kẽ nồng chức năng hoàn toàn thiết yếu, vì nếu không có điều này chúng ta sẽ tử vong trong vòng 2 giờ. Cuối cùng là câu hỏi chất nào sẽ đi vào tĩnh mạch cửa, chất nào sẽ đi vào hệ thống bạch huyết. Đối với hệ bạch huyết thì triglyceride sẽ được các tế bào biểu mô tiết vào dịch dưới niêm mạc dưới dạng các giọt chất béo nhỏ gọi là fatty droplets, có đường kính khoảng 0.5 micron. Một lượng nhỏ phospholipid và cholesterol có ở trong cái giọt này cùng với triglyceride về bề mặt của các giọt này được phủ một lớp protein làm cho chúng ưa nước, hydrophilic hoặc là kỹ nước, hydrophobic. Những giọt nhỏ này còn được gọi là chylomicrons. Từ bên dưới các tế bào biểu mô, chylomicron sẽ đi vào hệ thống bạch huyết trung tâm, central lactate của dung mao, và từ đây chúng sẽ đi lên trên qua ống ngực để được đưa vào tĩnh mạch dưới đòn. Cái central lactate này là một cái hệ thống bạch huyết đặc biệt có ở ruột non, chuyên dùng để hấp thu các chất gọi là chylomicron ở đây. Khoảng 80-90% các chất béo dưới dạng chylomicron hấp thụ ở ruột sẽ được hấp thụ theo con đường này và được vận chuyển vào máu thông qua hệ bạch huyết. Đối với hệ tĩnh mạch cửa thì chất nào sẽ đi vào? Đó chính là với lượng axit béo, fatty acid nhỏ hơn, khoảng 10-20% so với tổng số, chúng sẽ được hấp thụ trực tiếp vào tĩnh mạch cửa thay vì được chuyển thành triglyceride và được hấp thụ vào hệ bạch huyết. Chuỗi axit béo càng ngắn thì tỷ lệ hấp thụ theo cách này càng cao. Do đó, đa số các chất axit béo chuỗi ngắn có trong chất béo sữa, meal fat hay butter flux sẽ được hấp thụ trực tiếp vào tĩnh mạch cửa mà không cần đi qua hệ bạch huyết. Axit nguyên nhân sự khác nhau giữa hấp thụ axit béo chuỗi ngắn và axit béo chuỗi dài có nghĩa là do các axit béo chuỗi ngắn có khả năng khuếch tán và hòa tan trong nước dễ dàng hơn so với các axit béo chuỗi dài.
qua đó cho phép sự khuếch tán trực tiếp các axit béo chuỗi ngắn từ các tế bào biểu mô vào bao mạch máu của dung mao. Đây chính là phần nguồn tham khảo của mình, các bạn hãy xem qua. Cuối cùng là xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.